Chào anh chị, mình là thạc sĩ kiến sư Đinh Xuân Quỳnh. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2023, mình đã chấm thi xong một số bài cái tay thiết kế nội thất của anh chị. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số bài được điểm xuất sắc của anh chị. Đầu tiên là bài của chị Đỗ Hải Yến, khóa 18K8. Mình đang lên để cho các anh chị khóa sau tham khảo. Đây là bài được điểm 10. Nhưng mà được 10 thì có nhiều điểm 10. Thì những bài này được mình xếp loại xuất sắc, có thể là vượt qua điểm 10 một chút. Bài Sĩ Đỗ Hải Yến này, lớp 18K8, lớp 18 tháng nội thất. Mình là thạc sĩ kiến sư Đinh Xuân Quỳnh. Chị Yến thì học rất chăm chỉ. Tiếp theo là bài chị Phạm Mai Anh cũng được điểm xuất sắc. Phối màu, tông màu rất tốt này. Trông có vẻ hơi cổ điển chút, nhưng mà mình thích cái tông như này. Tông màu với cả cái thể hiện trông hơi cổ điển, màu sắc trông hơi cổ điển chút. Mình đăng lên để anh chị tham khảo, khóa sau tham khảo để biết được cái bài vẽ của mình ở mức nào được điểm 10 và điểm xuất sắc nhé. Thể hiện rất tốt này. Đấy. Thế là hai bài được điểm xuất sắc, còn lại những bài khác điểm 10 thì điểm 10 này so với cái điểm 10 vừa rồi thì nó hơi đuối hơn chút đúng không? Nhưng mà nó vẫn là xứng đáng điểm 10 điểm. Thì bài chị Huyền này, Huyền tả vật liệu rất tốt này. Bài chị Trần Thị Thu Huyền, lớp 18K9. Hai chị khóa sau xem tham khảo để biết được cái bài của mình như thế nào thì được điểm 10 và điểm 10 xuất sắc nhé. Bài này là đủ điều kiện để đạt 10 điểm thôi. Chứ còn 10 điểm xuất sắc thì trông nó phải tinh tế hơn. 10 điểm, nếu có 10 điểm xuất sắc thì nó phải tinh tế hơn một chút. Đây này chỉ là 10 điểm thôi. Bài Tạ Kim Dũng, Từ Dũng Lò Vôi. Bài chị Đào Mai Anh cũng được 10 điểm này. Xuất sắc thì mình phải
thể hiện những bản vẽ cho nó tích một chút. Màu sắc hơi lòe lòe quá đúng không? Màu hơi chói mắt quá. Màu trầm trầm xuống chút thì hay hơn. Nhưng mà vẫn được điểm 10 được. Tại vì nghe đạt yêu cầu rồi. Tiếp theo bài chị Như Hồng Lâu Mốc. Bài chị Nguyễn Như Hồng lớp 18K7. Hay được dạy chị Hồng Lâu Mốc. Bài Hồng Lâu Mốc đây. Này cũng hơi thiếu nhiều quá, phòng ngủ hơi thiếu nhiều đúng không? Trang trí hơi thiếu này, tường hơi thiếu. Nhưng mà được cái chị Hồng Lâu Mộng trông cũng xinh cho nên là mình chấm điểm cũng hơi thấp, đưa tay một chút. Đây là Hồng, chị Hồng Lâu Mộng xinh đây. Tiếp theo là bài của chị Trần Thị, Trần Thúy Linh. Trần Thúy Linh thì học lớp buổi tối, lớp nội thất 9 tháng. Nội thất 9 tháng thì mình yêu cầu nhẹ hơn so với ở nội thất 18 tháng. 18 tháng này nộp tổng hợp 9 bài vẽ, 10 vẽ đấy. Còn lớp nội thất buổi tối 9 tháng thì mình học phần vẽ tay ấy, nó yêu cầu cũng phần cao như là bên 18 tháng. Thôi yêu cầu đen trắng thôi. Thì tất cả đen trắng thôi. Màu cũng vẽ cũng được, không màu cũng được, không sao cả. Cái này hơi nhỏ, bút hơi nhỏ này. Cho màu nước lên là giấy hơi bị nhăn. Màu nước phải dán nó dính vào bồi giấy vào chứ. Bà chị Trần Thúy Linh lớp K1 21.